Lô lô. Trong năm 2014 thì Hạc Sa đã giành được rất là nhiều thành tựu trong những quãng đường khởi đầu của ban nhạc, và nổi bật nhất là giải thưởng nhạc sĩ phối khí do hội đồng thẩm định của bài hát Việt bình chọn cho nhạc, cho một nhạc phẩm mà chúng tôi cũng rất tâm đắc và rất là đặc trưng như dòng nhạc của bác sĩ mới đầu của chúng tôi. Và tiếp sau đây, nhạc phẩm Hoang Tàn. Don't take me, don't take me.